bữa nay chúng ta uh, học bài kinh số 2 của Trung Bộ Kinh này nhưng mà trước hết cũng phải ôn lại chút xíu bài cũ đó là cái bài đại niệm xứ thì tôi chỉ nhắc lại thì chấp án thôi nhiều người rất là sốc khi mà họ đọc thấy cái câu sau đây ở trong kinh đại niệm xứ rất là sốc và đọc rất là sốc đó là đây là con đường duy nhất dẫn đến uh, giải thoát à, cái đấy, đây là con đường duy nhất họ sốc vô đó bây giờ xưa nay thì họ theo đủ pháp môn hết á pháp môn này pháp môn kia bây giờ họ thấy vậy thì quá ra họ chưa từng biết gì về tứ niệm xứ có nghĩa là họ là tu sai à, thì tôi xin xác nhận thế này cái tinh thần uh, tinh thần tứ niệm sứ là làm theo pháp môn gì không cần biết Mà miễn là anh hoàn tất được uh, mấy cái công việc sau đây đó là anh thường trực chánh niệm biết rõ anh đang ở trong một tình trạng nào và những gì nó xảy đến eh, cho thân tâm của anh nó, nó là gì là nhân là quả là thiện là ác là buồn là vui eh, và anh phải luôn luôn nhận thức được rằng nó là do duyên mà có mọi thứ tồn tại trong hình thức tổng hợp và cuối cùng đã có rồi thì phải mất đi Đây, thì với cái nhận thức này này người ta không có thấy được cái gì trên đời này từ những cái thứ mình thấy nghe ngửi nếp đụng và suy tư thì sáu thứ này nè là không có gì để mình thích và cũng không có gì để mình bất mãn. Thì anh theo pháp môn nào cũng được mà miễn anh làm được chuyện đó chuyện thì đó chính là con đường giải thoát. Uh -huh. Chuyện thứ hai đó là eh, cái chúng tôi có một cái uh, đề nghị đó là tất cả những cái sách thiền, uh, thiền sách thiền, uh, thiền phổ gọi là ngữ lục, ấy. thì tất cả các thiền sư, này, tất cả những hướng dẫn uh, cá nhân của sư phụ này sư phụ kia, tất cả thầy bạn nói chung đều chỉ là những cái chỗ tham khảo thôi, bởi vì cái gốc vẫn là chánh kinh. Ừ. Đọc chánh kinh chỗ nào không hiểu thì vào trong cái chánh sớ. Chính sớ cái commentary của Tâm Tạng mà đọc Đấy. À, Còn tất cả ngoài ra chỉ là những gợi ý Những chỗ tham khảo thôi à, Thấy chánh kinh đơn giản như vậy Nhưng mà nếu mà mình đủ cái duyên làm ba la mặt Thì là chứng rồi Còn nếu không đủ duyên làm ba la mặt Thì càng nhiều tài liệu càng rối à, Càng nhiều tài liệu càng rối Tôi nhắc lại mấy lần như vậy còn mà đủ duyên lành ba la mật thì cứ như là phật mà, mà mà mà, tu không có thêm bớt gì hết à, còn lâu lâu rồi thì có thể là, là, là kiếm tìm thêm mấy cái tài liệu tham khảo gặp gỡ học hỏi tham vấn các thiền sư những thầy bạn nào mà mình tin cậy nhưng mà cuối cùng chốt lại vẫn là chánh kinh mà tôi nhắc lại đủ duyên lành ba la mật thì nó vẫn còn phải không đủ duyên thì chỉ thêm rối thôi rồi đó chính là cái, cái phần ôn tập cho cái bài giảng vừa rồi giờ sáng nay chúng ta học qua bài thứ hai cái bài tiếp theo bài tiếp theo theo đó là cái bài kinh số 2 của 152 bài trung bộ cái bài này có cái nội dung như thế này là xưa nay nó là do cái tiền nghiệp của khuynh hướng tâm lý và môi trường sống đấy mà chúng ta mỗi người có một cái nền tảng tâm thức riêng và từ đó chúng ta có những cái chọn lựa À, có những cái điều tâm đắc à, Không giống như không giống nhau Thế là à, Thế là chúng ta có Một cái lập trường à, cái, cái lập trường à, Có một cái lập trường uh, Khó mà, mà uh, Lìa bỏ được Đó là cái gì mà mình tâm đắc Thì đó là đúng Cái gì mà nó không phải là cái chỗ Mình mình tâm đắc ấy Thì cái đó là sai à, Hoặc là nó thấp hơn À, thật ra không có pháp tu nào thấp không có pháp môn nào hết, không có cái con đường nào là là thấp, con đường nào là cao hết, không có con đường nào sang hèn, hết. tất cả con đường này giống nhau nếu mà nó đều có thể dẫn về mục đích, nói cái đó, chứ mình không thể nói con đường này dành cho giới thượng lưu con đường nào cũng là đường hết á à. nhưng mà có một điều là có những người họ do họ có cái tâm đắc riêng, Thí dụ như mình thấy có những vị là cứ gặp đệ tử là kêu nó cầu nguyện bái sáng có vị là mấy chục năm trời rồi gặp đệ tử là cứ kêu đệ tử trì chú tụng kinh có vị gặp đệ tử là cứ dạy một, pháp mồm, một cái pháp môn bốn thế cũng dường rồi có vị thì dạy đệ tử dấn thân xã hội làm từ thiện cứu thế chẳng bằng Đấy. có vị thì coi như là chủ trương đề xướng là cái con đường là nghiên cứu kinh điển làm mọt sách Đấy. có vị thì chủ trương đó là nhắm mắt mà tu thầy truyền nhiêu thì cứ theo đó mà tu bất kể là đúng sai lời thầy là lời phật đại, đại khái như vậy thì cái đó là những cái chuyện mà mình cần phải thận trọng nha cần phải thận trọng và để gọi là tránh cái trường hợp đó đức phật có dạy cho mình thấy rằng cái pháp tu nó nhiều lắm mình không thể là mình lấy cái mình tâm đắc mình cho nó là số một ngày chẳng hạn như bài kinh này ngày nói nó có đến bảy cách bảy cách để mình làm việc với phiền não chứ không phải chỉ có một cách như là chúng ta thường nghe nói là có nhiều sư phụ là điện tử bị cái gì vào nếu áo sư phụ là sư phụ cứ phán có một chữ thôi nhẫn đi con nhẫn nhưng mà không phải bởi vì có những tình huống có những trường hợp có những hoàn cảnh phiền não mình gồng mình mình chịu đựng nó đó, đó là một giải pháp tốt nhưng mà có những tình huống mà không thể mình chân mình ra mình gồng mình chân mình cắn răng nghiến lợi là, là, là xong không được à, nhớ nhà cái đó không được ừ, không được à, mà ai trong room này là dược sĩ bác sĩ cũng biết cái chuyện đó có những cái đau mà mình chỉ uh, uống thuốc giảm đau là xong rồi nhưng mà có những cái đau mình phải đi mổ có những cái đau là mình phải uống thuốc suốt một tuần suốt một tháng đấy còn có những cái đau thì mình cứ cắn răng cho nó qua À, ví dụ như mình đứt tay à, mình bị đứt tay rồi cái nó nó nhiễm trùng thì bây giờ là, mình cũng nhiều lắm là mình uống thuốc sạch đủ thuốc đủ, 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 đủ sinh còn nếu mà mới đứt cái mà nó đau quá là do nó đứt sâu thì bây giờ mình cứ bảo đảm là mình giữ vệ sinh rồi băng nó lại rồi chịu 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 trăng mình thôi chứ không có làm gì hết đứt tay mà nhưng có trường hợp nó nó, nó đau ấy là phải đi bác sĩ phải được bác sĩ can thiệp sâu đây, nhớ cái đó và có thậm chí có trường hợp là chẳng những uống thuốc chẳng những mổ xẻ mà còn phải cắt bỏ nữa có có là phải cắt bỏ nó mới hết đau là phải lấy nó ra nó mới hết đau chứ phải chỉ có một cách và lúc nào cũng kêu gồng đi con là không được thì cái cái thân bệnh còn vậy nói gì là tâm bình này cho nên là Đức Phật này dạy cho mình cái bài kinh này nó là bảy cái giải pháp để làm việc với vị não tôi chấm sẽ với đối, phó, đối phó đối phó nghe nặng quá tôi để làm việc với vị não thì cái cách đầu tiên ấy, ngày giải đình có trường hợp phiền não Phải được giải quyết bằng cái trí tuệ ở trong đây là tiếng Pali gọi là Dasana là bằng tri kiến Dasani là bằng tập lại có những cái trường hợp phiền não được giải quyết bằng trí tuệ Đấy là sao ở đây ngày dạy rằng ngày có một cái từ mà đồng nghĩa với trí tuệ đó là Yoniso Manasikara tức là cái từ cũ thì mình giao dịch là khéo tác ý nhưng mà ở đây mình dùng cái từ gần gũi dân gian quê mùa đó là lưu ý đúng cách lại lưu ý đúng cách ừ. Cái lưu ý đúng cách ví dụ như bây giờ mình ví dụ đời trước đi mình nhìn một cái hoa đấy mình chú ý gai hay là hoa đấy. có người thì họ thấy họ nhìn cái 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 cái, 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 cái bụi cây là họ thấy gai chứ trời ơi, bông đẹp mà gai không mà đấy rồi còn có người thì họ lại chú ý hoa có người chú ý gai có người chú ý gai thì họ nhìn vô nó trội bông đẹp vậy mà gai không mà còn có người họ, họ, chú ý hoa họ nói trời cây gai vậy đó mà bông đẹp thiết là đẹp vậy đó quá bông này mà mà nếu mà nó bớt gai là tuyệt uhm. thì mình thấy rõ ràng mình chỉ là một cái bụi hoa thôi nhưng mà mình lưu ý cái gì Đã, lưu ý cái gì uhm. ăn cái bánh xèo rồi có người chú ý cái nước chấm có người chú ý là rau có người chú ý cái độ giòn có người chú ý cái nhân của bên xẹo này, có người lại chú ý nên cái rất là buồn cười là chú ý cái dĩa trời, cái dĩa gì đâu nhỏ xíu vậy này có người thì nói trợ cho người muỗng mà dơ quá coi như bao thứ họ bỏ hết chú ý cái sạch dơ thôi chú ý cái lớn nhỏ thôi bao nhiêu thứ họ bỏ hết là chú ý cái chuyện giòn hay không giòn này, nhưng nhiều hay nhưng ít đấy rau có đủ rau hay không này và có người ở trên nó chấm nó trụ nó chấm gì đâu mà ngọt ghi như chè vậy đấy ừ. có nghĩa là cái lưu ý của mình nó quan trọng lắm chính nó thay đổi để cảnh thì vẫn vậy thôi nhưng mà chính nó thay đổi cái cảm xúc cái cảm nhận để cái tình cảm của mình đối với cái đối tượng đó lớn chuyện lắm chứ phải không nhỉ lớn chuyện lắm mà uh -huh. lớn chuyện lắm để có người, người yêu ai đó chỉ vì cái nốt rồi mấy chục kg họ chỉ nhắm cái nút rồi, à, hoặc là người, có ai đó dơ cho mình một tờ giấy họ hỏi thấy cái gì trên đây thì nguyên một cái diện tích mà giấy trắng mênh mông họ không để ý họ chú ý cái cái cái, cái chấm đen trên đó thầy, cái chấm mực trên đó điều đó cho thấy là cái 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 cái, chỗ lưu tâm của mình quan trọng lắm phải không cho nên ngày mấy dài này có những cái trường hợp mà phiền não được giải quyết bằng trí tuệ có nghĩa là sao mình lưu ý cái gì mình lưu ý cái gì? Mình lưu ý cái gì? Lưu ý mà lưu ý cách đúng cách. Thì hôm nay nói thế này, <laughs> lưu ý đúng cách là sao? Lưu ý không đúng cách là sao? Ngày mới nói là cái cách lưu ý nào, nào mà nó làm cho dục, dục ái, hữu ái, vô minh mà nó phát triển thì cái cách nhìn đó là sai. Cái cách lưu ý đó là không đúng, không đúng, không đúng, không đúng cách dục ái là gì? trong đây chú giải nói rõ lắm mà tôi cũng xin năn nỉ quý vị Để là đừng có động kinh tạng mà bằng cái kiến thức là tiếng việt kiến thức hán việt kẹt lắm, phải không? thế nhưng dục ái là gì? cái là bu lại giải thích dục là muốn mà ái là thích là ham mà tại sao không chịu nói rõ dục ái là cái gì thì cứ cứ, cứ, cứ trai điển nguyễn lăng đầu duy là kẹt lắm, phải không? trong kinh ghi rất rõ dục ái đây là gì là đam mê trong năm trần vật chất uhm. à, những cái mà mình thấy nghe ngửi ném đụng phải không thì mà đam mê trong đó nó gọi là dục ái không, phải nói rõ thứ hai là hữu ái hữu ái là gì trong đây nói rõ luôn hữu ái có nghĩa là đam mê trong các cả cái cảnh thiền sắc và vô sắc này rồi cũng có chỗ hữu ái nó có nghĩa là muốn hiện hữu này dục ái là muốn hưởng thụ mà hữu ái là muốn hiện hữu có chỗ định nghĩa vậy nhưng mà trong chỗ này thì các ngài giải thích là dục ái là đam mê trong trong năm trần vật chất không? À, thấy nghe ngửi nếm đụng đụng Đúng不管 đây là gì đụng đây là, là êm ấm ấm áp êm ái mịn mềm ấm áp êm ái mịn mềm là đam mê à, trong <c Gloria> à, 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 cái, cái, cái cảnh, cảnh, cảnh xúc ấy rồi đam mê trong cảnh vị là thích đắng cay chua bùi gì đó rồi đam mê trong cảnh khí ấy là đam mê trong các mùi à, mùi thức ăn hay là mùi mỹ phẩm hương liệu còn âm thanh ấy tức là mình thích những âm thanh nào mà theo mình ấy là hay à, chứ còn mà tôi tránh tôi không phải dùng cái chữ du dương lãnh lót bởi vì không phải lúc nào du dương lãnh lót cũng hay đúng không có những lúc mình cần uh, nam trầm có lúc mà cần nữ trầm ví dụ như vậy đó không phải lúc nào mình cũng thích uh, tên no hết nó không có đúng nha nó không có đúng cho nên ở đây mình phải nói là cái âm thanh tiếng động nào mà nó vừa vặn nó vừa vặn với cái nhu cầu hiện tại trước mắt ví dụ như mình nghe cái tiếng người ta ăn mình người ta nhai mình nó giòn mình sẽ thích có những trường hợp mình thích nghe cái tiếng rấp rấp có những cái trường hợp mình thích nghe cái tiếng vi vu có những lúc mình thích nghe cái tiếng ngọt ngào có những lúc mình thích nghe cái tiếng trầm ấm này nhớ hơn cho nên ở đây là cái cái, cái 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 tất cả những cái đó gọi là cái thanh đần ấy rồi đam mê trong cảnh sắc là gì? Đam mê trong hình dáng và màu sắc. Này, trong hình dáng và màu sắc. Ừ. Thì đam mê trong năm trần này nè, được gọi là dục, dục ấy, dục tham, tham dục. Còn cái đam mê ở trong cái hữu ái ở đây là chỉ đam mê trong thiền. Đối với cái người hưởng dục ấy, sống tội lỗi ấy, thì mình thấy cái ông người ngồi thiền thì sang. À, rất là thánh, chứ không phải sang mà thánh luôn, lên thánh luôn nhưng mà trong cái cái cái, cái pháp nhãn của Đức Phật ấy trong cái huệ nhãn của Đức Phật ấy thì cái ông mà đam mê ngồi thiền nghe mát lạnh rồi đó không? thì à, đúng là ông hơn cái ông hưởng dục rồi đó sang hơn nhiều hơn cách ông nghe tới một tỷ lần rồi không nhưng mà ngày xác nhận là miễn là có cái đam mê là còn phải sinh tử mà đã là có sinh tử thì có lặng hợp à, có nghe là anh về trên cõi phạm thiên anh ở được bao lâu đó rồi anh cũng đớn trở xuống đó là chỉ là một cái sự tạm thời đó là vacation thôi chứng thiền rồi về phạm thiên đó là vacation có nghĩa là nó nó là một khoảnh khắc mà mình được là sung sướng sang trọng à, lánh xa những cái bộn bề tế toại đa đoan của đời sống làm lụng mệt mọc mệt nhọc về mệt mỏi và dơ bẩn thường ngày mình có được mấy ngày vacation đó thôi rồi xong rồi cũng phải trở về cái đời sống là, là, là Tù đầy máu lệ như cũ Đổ mồ hôi sau nước mắt Rồi cái thứ ba là cái vô minh à, Mình nhìn cái kiểu gì Mình thấy, nghe, nghe, mình sống, nghe, ngửi, ném đụng kiểu gì Mà mình kích thích, tăng trưởng Làm phát triển cái vô minh Vô minh đây là gì? Vô minh đây nói rõ luôn Là cái sự bất tri trong tử đế Cái này lát nữa tôi sẽ giải thích Lát nữa tôi sẽ giải thích Thì tôi quay lại cái chuyện này có hai cái cách nhìn cách nhìn đúng cái nhìn đúng cách và cái nhìn sai cách cái nhìn đúng cách là sao hôm nay nói rất rõ cái nhìn đúng cách đó là lưu tâm một cách đúng cách ừ. lưu tâm đúng cách là gì là cái gì nó là vô thường thì phải thấy nó là vô thường cái gì nó là khổ phải thấy nó là khổ cái vô ngã phải được thấy là vô ngã trong tất cả những gì mình thấy nghe ngửi ném đụng trong đời sống mình nó đều là phải được quán chiếu như vậy liên tục và thường trực và đương nhiên một cái người chưa từng học giáo lý chưa từng trải qua những cái là trải nghiệm tu tập thiệt quán thì nghe về giảng nói cái này sốc lắm nè trời ơi tôi tụng kinh lạy phật thắp hương rồi chinh hoa rồi cũng dường trái tăng là, là, là thôi rồi tôi cũng trở về với vợ chồng con cái nhà cửa sự sản hơn chứ còn tự nhiên tự nhiên bác tôi phải nhìn đời qua mấy cái đó sao nó xa lạ quá đời mà tâm nên cái đời mà tâm tâm mù 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 mịt mà, mà buồn tẻ tiêu cực quá không à, không phải <laughs> được kinh dạy rất rõ dạy rất rõ tại sao mà mình phải thường trực thấy rằng mọi thứ nó là vô thường khổ vô nghệ tại sao vậy anh có thể là xuất gia làm tăng ni hoặc anh có thể làm cư sĩ tùy duyên nhưng mà anh phải thường trực nhớ rằng <laughs> đi cố ý đi tìm à, đi tìm một cái gì đó nó bền vững à, cố ý đi tìm một cái gì đó sung sướng cố ý đi tìm một cái gì đó thuộc về tôi và của tôi xác định chủ quyền xác định ví dụ, cái 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 cái, cái, cái ngã tính của mình ấy là anh chỉ chuốc khổ thôi là vì sao là vì mọi thứ đó không như anh nghĩ đâu Yeah, nếu mà làm cái là quên mất cái chuyện vô thường khổ vô ngã đó trong này nó có bốn luôn tức có nghĩa là trên đời không có gì là đẹp không có gì là sướng không có gì là tôi là của tôi và cũng không có cái gì là là còn hoài nhớ hoài cái đó bị gặp cái trần gặp cái ngọt mình không có dính chặt mà gặp cái đắng ấy, mình không bị sốc nó an lạc ngay bây giờ còn chuyện chứng thánh thì thì lúc nào đó là tính nhưng mà ngay bây giờ mà thường được sống trong cái nhận thức như vậy không có gì đẹp không có gì bền không có gì sướng không có gì là tôi và của tôi Đấy. thì à, quên nữa ở đây các vị thấy tôi không tôi không có nói đến thường lạc ngã tịnh mà tôi nói là thường lạc ngã mỹ là bởi vì cái chữ tịnh đây là dịch sai nha ở đây ai đọc tiếng mỹ tiếng đức tiếng pháp thì chỗ này người ta đều dịch theo chú giải pali ấy. cái chữ số pháo đó không có nghĩa là là, là sập nha trường hợp khác nghĩa là sập nhưng mà ở đây phải phải hiểu là đẹp Đấy không? trên đời không có cái thường lạc ngã mỹ không có cái gì đẹp chứ không phải là tịnh vì cái khái niệm mà sạch giới cái khái niệm nó hẹp lắm nó hẹp lắm mà phải là đẹp xấu ấy thì ở cảnh giới nào cũng có cái đẹp xấu và cảnh nào cũng có cái đẹp xấu không ừ. còn cái mà mà, mà 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 cái sạch dơ thì nó hạn chế lắm mà mà cứ là mê cái chữ đó cái tới tối ngày mới miệng ra cái thường lạc ngã tịnh không phải tịnh mỹ mỹ mới đúng tiêu đi ờ ừ, ừ mỹ nhớ nha rồi ai mà nghi ngờ thì mò vô đọc ở trong internet thật thì chị xú phá xú phá coi nó dịch cái chữ gì à, nhớ không nhớ hơn nhà bình tiếng tiếng Âu Mỹ á chỉ còn ông thầy tàu với ông thầy việt mình tôi sợ lắm tôi sợ cái phật giáo tàu lắm. tôi nói thiệt tôi sợ lắm ừ. rồi đó là là cái nhìn đúng cách là cái nhìn đã là, là đi kèm với một cái nhận thức liên tục và thường trực liên tục và thường trực, liên tục và thường trực là mọi thứ là không bền, mọi thứ là không có gì vui sướng, mọi thứ không có gì là tôi và của tôi và cũng mọi thứ không có gì là đẹp. Mọi thứ sướng, bền, đẹp là hoàn toàn là do cái nhận thức chủ quan của mình thôi. Thế dụ như mình thấy mình đeo có Rolex thì nó tốt hơn cái Seiko đúng không? Nó tốt hơn cái Tissot nó tốt hơn cái cặt chè đúng không? À, nhưng mà mình biết rằng trên cái rolex nó còn có cái là Patek Philippe đây mình cứ so sánh như vậy mình mới thấy trên đời nó có cái bệnh đấy và mình thấy rằng cái vàng ấy vàng rồng ấy nó đẹp hơn đồng đây, mà đồng thì nó đẹp hơn gì đấy mình thấy gỗ đẹp hơn, hơn, hơn gỗ thiệt nó đẹp hơn gỗ giả đây, hoặc là gỗ giả thì đã đỡ hơn là uh, nhựa màu là xanh vàng đỏ tím đây ví dụ như đó là so sánh thôi uh -huh, so sánh đây chỉ hết là mình thấy cái đẹp nó là một cái ước lệ một cái mặc định tùy cái nền văn hóa tùy cái bối cảnh xã hội tùy cái văn hóa xã hội thì cái bối cảnh gia đình trình độ kiến thức rồi cái mỹ cảm của mỗi người tất cả những cái này nó cộng lại nó làm nên cái nền tảng nhận thức và cảm thức của mình để mình thấy cái này nó đẹp cái kia nó xấu có những cái người đẹp người nhật có thấy đẹp nhưng mà người việt mình chịu nổi có những cái mà người Việt mình thấy đẹp mà người Nhật cơ chịu không nổi à, nhớ ha. còn cái bền ở đây không có gì là đứng yên hết không có gì đứng yên mọi thứ nó phải luôn luôn trong cái tình trạng trở thành một cái mới rồi còn sướng sướng là sướng cái gì cái ngọt cái tìm đó là cực mà có được nó rồi giữ được bao lâu cho nên cái tìm được nó là cực cực đó là là khổ rồi mà tìm được nó rồi mình giữ được nó bao lâu phải mất đi lại khổ nữa đó là đối với cái ngọt còn cái đắng thì sao trực tiếp cảm nhận nó là khổ tránh không được nó cũng là khổ à, chịu đựng là khổ mà tránh không được là khổ còn cái 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 mà ngọt ấy cái vị cái hạnh phúc ấy tìm là khổ mà, gì mà có được rồi nó thưởng thức được bao lâu nó không bỏ mình mình cũng bỏ nó không? thì cứ liên tục và thường được sống trong cái nhận thức này nè thì được gọi là được gọi là lưu tâm đúng cách hay là như lý tắc ý à, như lý tật ý gọi là lưu tâm đúng cách tức là chữ chuối đến khi cạnh là vô thường khổ vô ngã và bất mị thôi. À, còn cái tiếp theo đó là cái suy nghĩ không đúng cách là sao là trong lòng có cái ý đi tìm đi tìm cái vô đi tìm cái bền vững trong cái cuộc đời vô thường này À, từ cái tình cảm cho đến danh vọng rồi sản nghiệp sức khỏe nhan sắc tất cả những cái này là uh, có nhiều người miệng nói như vậy Nhưng mà họ không có thật lòng thấy nó như vậy à, chứ một cái người tu học đúng mức thì phải thường trực thấy rằng mọi thứ không có gì bền hết à, các vị uh, có thể nghĩ tôi về sao cũng được Mình, về phía tôi tôi chưa bao giờ mà tôi nói tôi là hàm giả để nói là thiền sư nhưng mà ở tuổi này thì tôi phải nói rằng tôi đã quá đủ quá đủ cái thời gian để tôi cảm nhận rằng không có cái gì là bền hết trong cái nhận thức của tôi trong cái biết của tôi về khoa học tí tí thi hay không thì theo tôi biết mặt trăng mặt trời nó không phải là vĩnh biển đấy cái trái đất này nó cũng không phải là vĩnh biển mà mình thấy núi sông kinh rập rừng rú đất đã cây cỏ chim muôn súc vật không có cái gì là còn hoài một là tự nó hư hai là mình hư trước nó mà dầu mình dầu là nó còn đó mà mình chết thì cũng kể chi nữa hả nó là thiên thu miên việt nhưng mà được mấy năm một tỷ không một tỷ năm mười tỷ một trăm tỷ một ngàn tỷ năm thì cũng phải có lúc đã kết thúc nhưng mà chỉ quan trọng nhất là mình nè mình nè mình là cái đơn vị pháp giới quan trọng nhất nè mình là chúng sinh nè mà mình có bệnh này và thương được sống như vậy và Ừ, muốn gì thì thì cũng phải chấp nhận nghĩ sao thì cũng phải chấp nhận sự thật đây là chắc chắn sẽ có một ngày có thể rất là gần đây những thứ mà ta có nó bỏ ta nó đi hoặc là ta bỏ nó bằng cách này hay cách khác phải liên tục sống trong cái nhận thức như vậy còn nếu mà đi ngược lại cái đó cuối đi tìm một cái bền một cái đẹp một cái sướng một cái tôi và của tôi thì một ngàn phần trăm một ngàn phần trăm là chỉ có thất vọng thôi tại sao chúng ta khổ là bởi vì chúng ta hiểu lầm cái hạnh phúc của mình cũng là cái hiểu lầm mình hiểu lầm đó cái đó nó bền mình tin vào cuộc hôn nhân mình tin vào cái quyền lực mình tin vào cái chức vụ mình tin vào cái tiếng tâm mình tin vào tình cảm mình tin vào nhan sắc mình tin vào sức khỏe mình rác mình tin như có một câu của tay nó hơi lạc đề nhưng mà tôi vẫn muốn nhắc lại ở đây là con chim khi nó đậu trên gánh cây nó không có sợ là bởi vì nó tin vào đôi cánh của nó chứ nó không có tin vào cái nhánh cây còn con người mình ấy thì mình leo cây mình đâu có cánh cho nên bao nhiêu cái niềm tin của mình đó là mình đổ hết cho nhánh cây đấy mình đi tìm cái hạnh phúc nhưng thật ra là mình cứ mình trong cái nhan sắc cái sức khỏe rồi tiền bạc tiếng tâm quyền lực đó, là mình tin vào chính mấy cái đó, đó, trong khi mình quên rằng mấy cái đó là cái nhánh cây cái mà mình 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 trao gửi ký thác và giao phó cái niềm tin của mình là cái đó là vốn dĩ không có bệnh mình, mình giống như con chim mà đi mình giống như giống như con chim mà mà, mà đổ hết cái, cái, cái niềm tin cho nhánh cây vậy đó làm được con chim nó tin rồi nó cắn đó, đó. Ừ. mình mình không thể nào mà mình đổ hết cái niềm tin của mình để mình giao 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 phó ký thác và tin cậy và, cái lục trần năm quyển 12 hai xứ chỉ nó không được bởi vì mình không bỏ nó nó cũng bỏ mình thôi ừ mà bây giờ mình thấy ngược lại như vậy, à, mình mình tin tưởng nó thì thấy rằng nó đẹp, nó bền, nó là sướng, nó là tôi nó là của tôi ấy thì đó là cái nhìn không đúng cách. Đấy. Và như vậy cái cái nhìn đó mà không đúng cách ở đây nó có nghĩa là gì? Ai mà nó sẽ là cái nhìn thiếu trí. Ừ. Còn nó làm sao thấy nó như vậy đó đó là cái nhìn có trí. Đấy. Và có tình huống, có những trường hợp phiền não phải được giải quyết, phải được đối phó. Này, bằng cái trí tuệ lại vậy đó và ngài nói rằng đấy khi một người mà có một cái nhìn này có một cái nhìn đúng cách ấy, thì cái gì đúng cách mà cao nhất là gì nó dẫn tới cái gì trước hết cái nhìn đúng cách là cái gì rồi nó dẫn tới cái gì à, nó là gì và nó dẫn tới cái gì cái nhìn đúng cách là thấy rõ mọi thứ vô thường là vô thường không đi tìm cái thường trong cái vô thường không đi tìm cái sướng trong cái khổ không đi tìm cái tôi của tôi trong cái vô ngã và không đi tìm cái đẹp ở trong cái không đẹp nhớ nha ở đây chỉ có không đẹp chứ không có xấu nhớ nha tới chết phải nhớ cái bài giảng này cái chỗ này tôi nhấn mạnh ở đời không có cái xấu mà chỉ có cái không đẹp thôi là bởi vì hãy có cái đẹp rồi phải là hãy có cái xấu là có cái đẹp mình phủ nhận cái đẹp mà mình giữ lại cái xấu là sai nhớ không cho nên là ở đây là người hiểu đạo không đi tìm cái bền vẫn trong cái vô thường không đi tìm cái an lạc sung sướng trong cái đau khổ và không đi tìm cái tôi của tôi trong cái vô ngã và không đi tìm cái đẹp trong cái không đẹp nhớ cái đó và trong râm này thế nào cũng có người cũng băn khoăn nó ủa tôi thấy rõ ràng có lúc sướng mà ta có lúc vui lắm mà ta người ta te tét người ta có thứ là khổ đó là bởi vì đi chùa mấy chục năm là là chổng mông là lắc xăm phải không lắc xăm rồi cầu nguyện chứ đâu có chịu nghe mấy cái này à. khổ nó có hai thưa mấy bố khổ có hai đó là khổ cảm giác và khổ bản chất cái khổ cảm giác đó, lúc có lúc không thí dụ như bây giờ là trời nực là khổ vô máy lạnh là là sướng đó là cái khổ cái khổ mà lúc nực đó cái khổ được gọi là khổ khổ cảm giác cái khổ bản bản chất là cái gì khổ bản chất là bất cứ cái gì mà nó hiện hữu nó tồn tại đều do duyên mà có có rồi phải mất đi thì cái bản chất đó cái bản chất mà do duyên mà có có rồi phải mất đi đấy cái bản chất đó được gọi là khổ bản chất à, cũng giống như vậy đi về nhà chồng á, dặt bên ngô không bằng bà cô bên chồng làm dâu bên chồng á, làm dâu xứ lạ nó khổ dữ lắm đó là khổ của khổ đó là cái, cái khổ cảm giác à, nói cho đây đang ví dụ nha đây đang ví dụ À, cái chuyện mà bị chồng đánh rồi, rồi, rồi bị bà mẹ chồng em chồng bên nhà chồng nói chung bạc đại đó là cô cảm giác còn cái khổ bản chất là gì đó chính là cuộc hôn nhân cuộc hôn nhân cái khổ bản chất nó đã được bắt đầu từ cái lúc mà mình phải lòng cái thằng đó hẹn hò với nó trầu cao giảm ngõ hứa hôn làm lễ hỏi ờ trao nhận rồi sau đó chính thức là hôn lễ vu quy rồi tân hồ rồi rước dầu thì suốt cái từ cái giây phút mà mình gọi là bắt đèn xanh cho thằng kia đó, đó lại ngay dây kể từ lúc đó là cái khổ bản chất nó đã hình thành rồi đó nó hình thành cho đến bao giờ mà có hôn thú có những cưới có đám cưới đã, và cả một cuộc hôn nhân kéo dài mấy chục năm đó, cho đến khi nào một trong hai người lăn đùng ra mà chết à, yeah thì bản thân cái cuộc hôn nhân bản thân cái cuộc tình đó được gọi chung là khổ bản chất này hoặc là, là ví dụ cách khác nóng nực nó là khổ cảm giác còn sự có mặt trong cái sự nóng ấy đó là khổ bản chất bản thân cái sự có mặt đó nó là khổ bản chất này nhớ không? có mặt trên đời này thôi anh ta là sướng cỡ nào như bản thân cái sự có mặt đó đó nó đã là cái nền khổ rồi uhm. nó là cái nền rồi đó Thế Nên cái nền đó đó anh mới bị bệnh tật rồi tù đầy đâm chém thương tật tai nạn hơn thiên tai chiến tranh rồi này nọ thù oán rồi đó bực, bực, bực. thì đó là cái đó khổ cảm giác nhưng mà khổ bản chất là ngay cái sự có mặt của anh vừa lọt lòng mẹ là cái khổ bản chất đã có mặt rồi kéo dài cho đến bao giờ tắt thẳng mà chưa cái hết chưa cái hết đầu thai qua kiếm khác là tiếp tục cái khổ bản chất dầu mình đẻ ra trong cái nôi vàng ngậm thì bạc không? Ừ. thì nó đã là có bản chất là vì sao là vì có thân là nó phải có đau nhức nóng lạnh tê buốt đổi khác rồi phải có già phải có bệnh này bệnh kia rồi phải có lúc thở không được rồi nó mới lặn ra nó chết chứ có cái chết nào mà 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 mà, mà không gắn liền như gì ngập thở không? không có phải ngập thở nó mới chết mất thở nó mới chết đúng không ừ. rồi cho nên ấy là cái gì cái, cái 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 có trường hợp ấy là cũng cảnh rằng đó mà có trường hợp chúng ta nhìn nó bằng cái nhìn đúng cách, có nghĩa là nhìn bằng cái nhận thức à, mọi thứ là vô thường khổ ngã và bất bất mỹ không có gì đẹp. Còn cái nhìn sai cách đó là đi tìm cái bền trong cái vô thường, đi tìm cái an lạc gửi gắm niềm tin trong cậy một cái niềm hạnh phúc ngay trong cái là bản chất đau khổ của cuộc đời. Ừ. Đi tìm một cái tôi và cái của tôi trong một cái cảnh giới không đáng có mặt. Mà nhớ câu này nha, tới chết phải, phải nhớ cái này Phạm Phu luôn luôn xác định chủ quyền biển đảo à, Ngay trong một cái một cái vùng đất mà không đáng sở hữu à, Này, đó, đó là gì? Đó là cái cái cảm giới của sanh già đau chết Của sầu bi khổ u não Thường phải xa ghét, phải gần muốn mà không được Những à, cái này gom chung gọi là, là khổ Thì cái chuyện mà mình đi tìm một cái tôi Mình xác định, mình xác lập một cái tôi Một cái chủ quyền là của tôi ngay trong cái hình hai này đó, đó là một cái sự xảy lập, một sự ngộ nhận bởi vì khi mà mà thay vì mình, mình thấy nó là do duyên mà có nó là một khối tổng hợp và hiện hữu theo cái cách chớp tắt chớp tắt thay vì mình thấy nó như vậy. À, buổi đầu mình cứ đọc như cũng nít vậy đó, đọc nhưng mà lâu ngày nó nó ngấm mình là không ngay. À, còn mà mà mình cứ đợi phải ngồi thiền mà mới quán chiếu quán mùng gì đó là không được. thường trực phải sống đâu phải là đen chi. gặp cái ngọt cái không có chìm sâu và nhờ vậy cái lúc gặp cái đắng ấy mình mới có thể có kiểm soát được cái đắng ở đây là gồm những gì thị phi tai nạn bệnh tật và cận tử cận tử khiếp lắm cảm giác cận tử khiếp lắm đêm qua chúng ta có một đạo hữu cũng tương đối nổi tiếng có bà mẹ đang trong giai đoạn thập tử nhất sinh và cũng có cái lời nhờ cậy bà con thập tử mười phương bốn tám hướng Chia sẻ lời cầu nguyện. Thì nhìn cái hình bà cụ thì cũng ngán. Coi như bao nhiêu cái tình cảm, quyền lực, chức vụ, tiếng tâm, tình yêu, sự sản, gia nghiệp. Đối với cụ bây giờ là zero. Cụ sinh năm 49. Thì cụ nhỏ hơn sư phụ tôi 2 tuổi. Và sư phụ tôi mất đó là đầu mùa Covid. Cụ bây giờ thì cụ mới mất. Thì khi nào mà sợ, sợ chết quá thì cứ nhớ câu này. một chết là không phải hết mà nó là bắt đầu một cái mới mình có công đức thì mình sẽ đi về chỗ tốt hơn thứ hai chết là một cái chết bây giờ là cũng là cái hay vì chết vì mình đi rồi đó là còn là mấy người khác họ đang sống mà mấy người đó là họ phải kéo dài cái thời gian sẽ chết <laughs> tôi, tôi từng nghĩ như vậy tôi mất tôi, tôi, cười nhưng tôi có đùa đâu đó là thật đấy tôi, tôi nghĩ thì thôi giờ nghe của tôi làm tôi nhớ mấy kỳ tôi đi nhổ răng ấy ngồi mà chờ mà nha sĩ chờ nhà y tá nó kêu vô nó ngán thiệt ấy. nhưng mà tôi ngồi tôi nghiệm ra một cái thấy kệ trước sau gì cũng làm thôi giờ lập trước cho nó khỏe rồi cho nó bớt teo không à, chứ còn mà trời tôi mình thấy y tá ra kêu david không. rồi jennifer rồi teresa rồi catherine rồi nguyên phạm mà mình nghe cái, 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 cái tên mà nguyên phạm đó là mình thấy mình khiếp ấy. Ừ đau lắm trời ơi vô nó lụi mình nói là thuốc tê chứ thật ra trước khi tê nó phải đau nó lên tới ốc 12 mặt trời nó dần ngang trước mặt đá, đá. bởi vì cái lợi cái nếu của mình ý, bất kỳ nó cái lợi ý. là cái chỗ nhạy cảm lắm Thì dụ như nó chích vô mông vô vai thì ok quá này, cái, cái của mình ở chỗ đó gồng không có được mà tụi tay nó lịch sự nó trước khi nó lụi cái nó sorry sorry tôi nói sorry tôi nhớ chuyện là cái bữa đó có nguyên đám uh, sinh viên nó lên cắm trại trên đảo, đó. nó nghĩ ra cái trò chơi nó để trái táo lên đầu của một cô bạn trong đoàn, này. rồi thi nhau phóng dao vui quá, hết trò ngoài đảo buồn, thì cái thằng 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 hồ giáo nó phóng nó, nó, cái cái dao ghim như trong trái táo, cái nó vỗ ngực nó cười nó, 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 nó em xin bạn, tới cái thằng Mỹ cái thằng Anh nó, nó phóng dao ghi ghim như trái táo. I am Robinson Đấy, tới Việt Nam nó phóng rồi trúng vô vai của con cái đó nó em sorry Đấy. Đấy. Đó, cứ vậy em bị người chịu đổi không Đấy. cho nên ấy cho nên này, là cái nhìn đúng cách là gì cái nhìn đúng cách là nó sao thế như vậy và cái nhìn đó nó dẫn tới cái gì Đấy, nó dẫn tới cái gì thứ nhất là mình định nghĩa cái nhìn đúng cách là cái gì Đấy, đó là nói sao thấy nhiều vậy Thì thứ hai cái nhìn, nhìn đúng cách đó, nó dẫn tới cái gì thấy được bốn đế ừ, bốn đế là gì bây giờ bây giờ tôi nói là bốn đế là cái gì thấy được mọi hiện hữu là khổ đó là sự có mặt của một hạt bụi hay là một ngọn núi của một con ruồi hay là của một vị phạm thiên Đấy, tất cả mọi có mặt đều là khổ khổ bản chất hoặc là khổ cảm giác này ừ. thứ hai nếu mọi thứ đều là khổ thì mình đam mê trong bất cứ cái gì cũng là đam mê trong khổ mà đam mê nó có nghĩa là mình tiếp tục mình đầu tư một cái khổ mới Đây mình là những người nông dân trên một cánh đồng cứ liên tục liên tục cắm cuối cắm cối để mà để mà 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 mà, mà 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 gieo trồng gieo trồng trên cái cánh đồng sinh tử một đời vung sớ nổi sầu là vậy đó đừng có trách tại sao mà ta lần mò treo mãi không qua được bách sầu là bởi vì mình cứ gieo trồng cái gieo trồng suốt này thì đừng có trách tại sao đừng có trách tại sao là khổ bị một đời vung sới và một đời vung sới đời sau mình cứ gieo trồng hoài hoài như trong kinh nói có lần nước trước thế tôn đi bác đi ngang qua một cái cánh đồng thì có cái ông đó, ông đang làm ruộng ông gặp nhà ông nói ngày tướng tá ngon lành quá mà sao không đi làm ruộng mà cứ đi sinh ngày nào cũng biết đi sinh hoài thì vẫn dạy ta không có sinh hoài ta sinh có ăn kiếp này nữa thôi người đó người đó mà không có chịu tu hành giải thoát là người sẽ cày ruộng vô số kiếp từ ngày mới đọc một bài kệ đời này qua đời khác người thiện được sanh thiên đời này sang đời khác người ác bị sa đọa đời này sang đời khác kẻ phàm phu sanh tử ghê như vậy đó Đời, cứ đời này sang đời khác người làm thiện được sinh thiên nghe đã thiệt đời này sang đời khác kẻ ác bị sa đọa thì nghe cũng quả thiệt nhưng mà câu cuối còn quả hơn đời này sang đời khác phàm phu phải sao phải, phải, phải luân hồi phải, phải, phải sinh tử ừ. cái đó ngày mới nói là ta sinh có kiếp này thôi ta sinh có đi bác con lần này nữa thôi đi bác con kiếp này nữa thôi nhưng mà ngươi đó là đi sẽ ngươi sẽ làm ruộng đời đời luôn nếu mà không người giải thoát thì ông nghe vậy là ông luyện cài luyện bừa ông leo lên bờ mình mãi sinh khóc quỷ lây phật đi thôi thôi con hiểu rồi con hiểu rồi con đi đâu con không muốn cài nữa cài nghĩa đen về nghĩa bóng con không có gọi là đầu tác mặt tối với cánh đồng này và cũng không có tiếp tục đầu tắt mặt tối với cánh đồng sinh tử vì sao vì theo lời dạy của thế tôn mọi thứ là khổ thích cái gì cũng là thích trong cổ cắm đầu đam mê có nghĩa là lại đầu tư và cày sới trên cái cánh đồng sinh tử đó để mỗi mùa lại gặt hái mà toàn là máu lệ không thường đi làm để sống sống để đi làm để làm để sống Đấy. cứ đổ mồ hôi để sống mà sống để đổ mồ hôi Giàu mình một tháng mình thu nhập nhiều cách mấy thì cũng chỉ để là kiếm sống trong một cách cách nhìn tục lụy của thế gian ấy một cái thằng tốt nghiệp đại học ấy một tháng nó kiếm 8 ngàn, 10 ngàn đô hay là nó đi bán vé số một ngày nó kiếm được 10 đô hay là một con chuột con sóc mà tha thức ăn về hang giấu đó cả mấy trường hợp này giống nhau y chang nha một ông bác sĩ một tháng kiếm 8 ngàn, 10 ngàn một thằng vé số một ngày nó kiếm 8 đồng, 10 đồng mà, hay là con chuột, con sóc, con ong, con kiến mà tha mồi về hang thì tất cả cả bốn người này nè bác sĩ này vé số nè con ông con kiến con chủ con sóc nè giống nhau ở cái nghĩa rốt ráo có nghĩa là sao là tha mồi về để mà sống sống để mà đi kiếm mồi cái bằng cấp nó là cái cần câu cơm nói như vậy không có nghĩa là tôi mạt sát cái kiến thức chuyên môn xài tôi đi nhổ răng tôi cần có nhị nha sĩ mà à, tôi đi khám bệnh à sỏi gan thận bao tử tôi phải cần bác sĩ nội khoa mà tôi đâu có dám chế nhưng mà ở đây tôi đang nói đến khía cạnh là nếu đời sống chỉ là kiếm sống đời sống chỉ là kiếm sống thì trong trường hợp đó ngoại trừ cái lòng phục vụ cứu người của bác sĩ cái đó là quá thiên niên tôi không đụng tới nhưng mà chỉ riêng trong cái lý tưởng kiếm tiền về nuôi mình mà nuôi gia đình thì mình y chang như con chuột y chang như như con 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 sóc y chang như con 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 kiến con mối vậy thôi à, đó. cho nên cái, cái khổ đế đầu tiên là cái đầu tiên là mọi hiện hữu là khổ đam mê trong cái gì cũng là đam mê trong khổ đó là hai sự thật sự thật thứ ba muốn hết khổ thì đừng có thích trong khổ nữa ba cái nhận thức này cộng lại nó chính là con đường thoát khổ thường xuyên và thường trực sống bằng ba cái nhận thức này nè có nghĩa là mình đang sống mình đang có mặt trên con đường thoát khổ con đường đó nó rộng nó là bát chánh đạo còn nói hẹp nói chính là ba cái nhận thức này liên tục sống trong ba nhận thức này nè thì được xem là đang đi trên con đường giải thoát à, thì cái đầu tiên ngày dạy đó là có những trường hợp phiền não phải được đối phó bằng trí tuệ là như vậy đó tức là nó là sao thấy nó y chang như vậy nói vô thường làm ơn thế nó vô thường nó là khổ dù là khổ bản chất hay là khổ cảm giác thì cũng làm ơn thấy nó là khổ nó là không phải nó không đáng nó không đáng là tôi lực của tôi thì cũng phải thấy nó đúng như vậy và cuối cùng nó không có gì là đẹp như mình nghĩ đâu chẳng qua là tùy cái tùy cái khuynh hướng tùy nghiệp khuynh hướng tâm lý và môi trường sống mà mình thấy cái gì đó là đẹp mà hãy có cái mình thấy cái này đẹp là mình sẽ thấy cái ngược lại là xấu phải wow. không chỉ vậy thôi dù cái đẹp đó nằm trong âm thanh hình ảnh hay là mùi vị gì đi nữa không? thì cái đẹp nào cái đẹp trong đẹp văn hóa đẹp ở trong tư tưởng đẹp ở trong người hay là ở ngoài thiên nhiên tất cả những cái gì mình gọi là đẹp nó là chỉ những là giá trị tương đối ước lệ và mặc định thôi đấy không đấy, tất cả những cái gì mà phàm phù hay là bền là bền là sướng là tôi là của tôi là đẹp không? là lòng lẫy là kiều diễm là khôi vĩ là tướng tú tất cả những cái đó đó nó đều là giả và tôi nhắc lại các vị tuyệt đối có quyền nghĩ về tôi người đang nói đây ra sao chuyện đó tuyệt đối có vị có quyền nhưng mà làm anh nhớ có tôi nói cái gì và nghĩ là có phải không nếu ngay bây giờ mà không thường trực sống trong với nhận thức này nè thì mai này đứng trước một cái thử thách cái vị chịu nổi Hả? tự nhiên cây cơ gì đó làm ăn nó mất cây cơ gì đó trăm ngàn đô la tự nhiên bị cái gì đó biết mất cái chân mình mất vợ mình mất chồng mình mất con mình mất ba má mình mất người thân mình mất mất cái chân chơi vậy đó mù con vậy đó mù con mắt vậy đó chịu nổi không mất tiền rồi nhan sắc tự nhiên có một ngày nhìn lại xấu quá nó không còn như cũ phải không à, cũng hợp lắm phải không phải có như vậy phải phải thấy như vậy đó mình mới, mới mới buông được phải không thì cái thấy này này cái trường hợp đó này nè như từ này nó được gọi là có những trường hợp phiền não được đối phó bằng bằng cái tri kiến tức là bằng trí tuệ đó bạn như vậy cái trường hợp thứ hai giảng xong rồi mình nghĩ hơn chứ có bà cái bà con buồn ngủ lắm rồi. trường hợp thứ hai đó là có trường hợp phiền não phải được đối phó bằng sự thu thúc thu thúc là gì là không có bỏ ngõ sáu căn xưa giờ đó bỏ ngõ nó có hai bỏ ngõ có nghĩa là con mắt cái, cái phần ngày dài nó con mắt lỗ tai lỗ mũi nó luôn luôn nó trong cái tình trạng hướng tìm cái để mà ghi nhận lại mà hãy đi gặp cái đắng thì nó bất mãn nó sân si sợ hãi còn nó gặp cái ngọt thì đắm đuối đê mê thích thú cả ngày như vậy cả ngày như vậy cứ là mắt tay mũi lưỡi nó cứ đi tìm còn cuối cùng coi hả là cái đầu nó phải ráng kiếm cái chuyện tào lao để nó suy nghĩ để suy nghĩ để nó mà lẽ là nó tham nó sân nó si này nhớ cái đó đi, 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 đi. cho nên cái bỏ ngỏ này nó có hai một là không có uh, thu thúc để cho nó tung tăng à, rồi, thứ hai là khi nó tung tăng như vậy đó là cố tìm cái để mà bực mình cố tìm cái để mà đam mê là hai là cái thứ nhất là bỏ ngõ cho nó đi rong. Rồi thứ hai là khi nó đi rong nó gặp chuyện là mình lại thiếu kiểm soát đó, và trong đây trong chú giải ghi rất rõ nghe chị kỹ chú giải ghi rất là rõ và sẵn ở đây tôi đặc biệt gửi gắm riêng cho tất cả những người nào đang học a tỳ đàm, à, nhớ nha tất cả những ai ở đây học a tỳ đàm ừ, học về cái lộ tâm ấy, à, tức là trong lộ tâm ghi rằng đó là sau cái giây phút đầu thai ấy. là cái tâm có một cái tâm nó đồng đồng loại với cái tâm đầu thai đó, à, nó xuất hiện nó có tên là hữu phần, nó trải dài suốt kiếp sống của mình và cái dòng tâm cái dòng tâm đó đó thỉnh thoảng nó bị gián đoạn để nó nhường chỗ cho cái... mình tạm gọi cái dòng tâm mà chảy dài đó là tâm chủ quan còn cái thỉnh thoảng nó bị gián đoạn để nhường chỗ cho tâm khách quan cũng nên là những khi mình thấy nghe ngửi ném đụng đó, thì những cái giây phút đó được gọi là tâm khách quan không? thì một cái chuỗi tâm khách quan dài nhất như vậy nó gồm 17 sát na à, thì cái này đây giải án này đây là bà con cho nhảy lâu không hiểu đâu nhưng tôi chỉ nói vắn tắt thôi thì ở trong thì làm nói rất rõ nhất là những người học anh thì thì học cái học cái này sẽ thấy là trong đó mô tả cái diễn biến tâm thức lúc mình thấy mình nghe mình ngửi nó ra sao trường hợp nào thấy nghe mà mà phiền não xuất hiện trường hợp nào thấy nghe mà tâm thiện xuất hiện học toàn bằng tiếng việt toàn là bằng tiếng việt nhưng mà lỡ một ngày nào nói ai hỏi các vị trong kinh bali có cái này không mình đang vẽ cái dòng tròn, tròn 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 này nè không hộ kiếp vừa qua đúng động nhất dòng khai ngũ môn rồi ngũ sông thức tiếp tôi quan sát đoán định rồi bảy thực rồi, à, rồi thập di rồi hữu phần cái này đâu vậy này có pali nó không nữa từ giờ sư phụ dạy sao tôi học vậy thì tôi xin nhắc mấy người đó cái lộ cái 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 cái, cái lộ trình hay là cái diễn biến tâm thức này nó được nói đến 100.000 chỗ ở trong chú giải nhưng mà cụ thể nhất là trong kinh số 2 của trung bộ đó là về kinh nhất tiếng lục hoặc tuy là nói chú giải kinh tạng nhưng mà mà toàn bộ là thì đàm hết cho nên bố nào mà chửi thì Đàm mới làm ơn vô này đọc dùm nha chú giải kinh tạng nhưng mà thì đàm dày đặc chen cái kim vô không tìm được một lỗ trống dày đặc không học thì làm vô đọc này chỉ có chết mà trong đây nói rất rõ rồi phải đem trong đây mới giải thích thế này thu thuốc lục căng không có nghĩa là nhắm con mắt lại no. nù bị trong đây nói rất rõ cái thấy của con mắt không có tội người đàn bà đó không có tội nha cái vấn đề là cái vấn đề hai cái tội mình nó nằm ở đâu Đây, cái, cái, vấn đề là hai cái tội mình nó nằm ở đâu cái tội thứ nhất là mình cố ý mình thả rong này mình cố ý mình thả rong chờ chút chờ cái này nó bật ra nó, nó không có lên là... kỳ hen cố ý mình thả rong để cho nó đi lang thang đó là cái tội thứ nhất của mình cái tội thứ hai đó là trên cái đường nó đi lang thang như vậy đó trên cái đường nó đi lang thang như vậy đó thì nó, nó 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 nó, nó, lúc thì tham lúc thì giận mà si thì lúc nào cũng là là nằm bên dưới cái tham bên dưới cái cái, cái, cái giận rồi cái si thì nên si không có kể bởi lúc nào cũng nói hết như vậy thì nó nó còn là cái tham mà giận vậy thu thúc lục căng là sao cái thuốc lục nó có hai một là không có thả rông mà thả rông là sao là cố ý đi tìm cái cái để nhìn cố ý đi tìm cái để nghe đây trong khi hành giả mà miên mật tinh tấn là sao ta hành giả miên mật tinh tấn là người ta chỉ nhìn cái mà ta không thể tránh để trong có hiểu này không người ta chỉ nhìn cái người ta không thể tránh chỉ nghe cái người ta không thể tránh chỉ ngửi cái người ta không thể tránh thí dụ như bây giờ mình đi mình chánh niệm này ha bây giờ mình ngồi trước đêm ngồi theo dõi hơi thở nằm theo dõi hơi thở trong lúc đó nghe một cái mùi chiên xào gì đó thì cái mùi nó tránh được thì lúc bây giờ phải ghi nhận là lỗ mũi đang làm việc và trong cái mùi này nè trong cái mùi này nè mình nghe nó bằng tâm tham hay là tâm sân mình biết rõ rồi xong quay đó là hơi thở đi đó, đó là trường hợp như mình đang đang đang, đang thiền nằm hay thiền ngồi còn bây giờ mình đang thiền sinh hoạt này mình đi đứng tươi cây rửa chén làm gì biết cái đấy để vào đó tất cả sự tỉnh thức à. nhưng mà bây giờ mình đang tập trung của mình rửa chén mà bây giờ mình nghe một cái đồng thì cái tiếng đụng mình tránh đâu có được thế là mình phải ghi nhận chứ mình không đi tìm còn cái người không tu thiền họ đi tìm họ đi 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 nói chuyện người này người kia nghe đài nghe máy coi phim lướt net đó là họ đi tìm cái để nghe À, còn hành giả thì không hành giả không đi tìm hành giả chỉ sống với cái gì nó đang diễn ra và có cái nào đó nó xảy đến mà mình không tránh được ấy thì ghi nhận chứ không có đi tìm không có đi tìm ngay cả một gia đình một người có giáo dục ấy, cũng không có la cà những cái trà đình tủ điếm quán bar đó. là tại sao bởi vì người ta không buông trôi thả nổi bỏ ngỏ cái sáu căn mặc dù người ta không biết đạo nhưng mà ta thấy là cứ dân lần la dây vừa cho nên phố đêm không có tội đường khuya không có tội nhưng một người cẩn thận hạn chế đi khuya hạn chế phố đêm chứ còn một giáo sư bác sĩ người ta vẫn có việc người ta vẫn đi ra ngoài ban đêm mà dầu nông thôn hay phố lớn có việc là phải đi nhưng mà không có chuyện cần thiết thì người ta không có đi vì sao vì đường khuya, phố đêm là cái chỗ ẩn nấp eh, Của rất là nhiều nguy cơ vì về phố đêm vui được có vui Nhưng mà đó là cái chỗ tụ tập yeah. eh, Đàn đấm của những cái người nghiện ngập Chích hút, lừa đảo, bạo lực, bạo hành Đây. Thiếu kiểm soát Ở đó nó có âm thanh và ánh sáng Rồi sự ồn ào Tất cả những cái này nó trộn lại Nó dẫn đến sự thiếu kiểm soát của những người có mặt Đây. Mà mình có mặt đó là chỉ cái chút họa thôi và cái người thân người quý mình mà họ thấy mình có mặt ở những chỗ đó họ nghĩ sao về mình mà... cho nên bản thân cái chuyện đi phố đêm bản thân cái chuyện có mặt phố đêm không phải là cái tội nhưng mà những cái chuyện đằng sau đó đằng sau có sự có mặt đó đó là cái đáng để mình ghi nhớ à, cho nên trong đây nói rất rõ bản thân cái thấy cái nghe không có tội nhưng nó chỉ có tội ở hai trường hợp một nó là cái thấy cái nghe mà do mình thả rong cái thấy cái nghe mà không cần thiết đã mà thứ hai là khi đã có thấy có nghe người ném đụng mà lại để cho mình bất mãn hay là đam mê thích thú hay là trốn chạy tống khứ từ chối phủ nhận này thì cái đó đó cái đó đó cái đó đó cái đó đó cái đó mới là cái tội trên tu thúc lục căn ở đây không phải là nhắm mắt bịt lỗ tai bịt lúa mũi không phải mà tu thúc đây nó gồm cái hai một là không có để cho nó dông rủi đi tìm sáu trần một cách không cần thiết thứ hai là tu thúc đây có nghĩa là khi đã lỡ thấy rồi lỡ nghe rồi thì kiểm soát rất rõ rất rõ cái phiền não nào xuất hiện để làm chi cái mà cái xuất hiện đó nó sẽ biến mất hoặc là nó 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 không biến mất à, hoặc là một là nó đã xuất hiện thì sẽ biến mất còn nếu nó không xuất hiện thì nó sau đó nó cũng không xuất hiện hoặc là nó đã xuất hiện rồi sau đó nó không có tái hiện à, tu thúc là vậy là một là không thả rong sáu trần Đấy hai là khi mà đã lỡ có rồi thì phải kịp thời ghi nhận nó để nó không có tái hiện lần nữa à, à, không có tái hiện thì 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 trong đời trong trong đời và trong ngày của hành giả đó trong đời và trong ngày có hai cái hai cái tâm niệm hành giả phải luôn luôn nhớ đối với những cái bất thiện đó, mình mong rằng nó đừng có tái hiện và những giây phút mà mình sống thiện sống với trí tuệ sống với chánh niệm thì mình cũng phải tâm niệm rằng mong rằng đây không phải là giây phút cuối cùng đây không phải là giây phút chánh niệm cuối cùng đây không phải là giây phút trí tuệ cuối cùng trong đời của mình à, và nhớ cái đó còn đối với cái bất thiện thì mình mong rằng nó đừng có tái hiện nữa chỉ với cái tâm niệm như vậy thôi chứ không phải là 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 niệm thành thần chú và cũng không phải niệm vậy là nó sẽ được đâu nhưng mà liên tục tâm niệm như vậy mong rằng cái chánh niệm này, trí tuệ này nó sẽ hiện lần này không phải là lần cuối và mong là cái tham sân si này nó sẽ hiện lần này không nên nó sẽ không có tái hiện nữa liên tục như vậy thì tôi nhắc lại tu túc có những trường hợp phiền não phải được tu túc bằng cách ngăn ngừa là như, như thế nào ngăn ngừa đây gồm có hai một là không có thả rong sáo căng để cho nó đi tìm đến những đến cái sáo trần không cần thiết như như mình sống là phải ăn, cái chỉ là cái cần thiết không? À. À, mình sống mà mình phải uống nước, mình sống mình phải đi đứng nằm ngồi, mình sống là mình mình có khu vườn rồi mình phải làm vườn, có cây phải tưới cây, à, có ròi nước thì mình phải biết khóa nước, biết tắt đèn, biết à, biết quét nhà, biết hút bụi, cái đó là chuyện bắt buộc, đó là chuyện cần thiết. À. Nhưng mà những cái không cần thiết là những cái gì, những cái không cần thiết là những cái sinh hoạt mà không có không sao, hoặc là có những sinh hoạt một là không có không sao hay là nếu có chỉ là mất thì giờ chỉ thêm mệt mỏi thôi làm tiêu hao cái 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 cái, cái, cái trí lực tâm lực của mình thôi không? một là không có không sao hai là nó có chỉ là mất thời gian làm tiêu hao cái năng lượng của mình thì đó là những cái không cần thiết còn cái gì mà quét nhà hút bụi đánh răng tắm rửa chùi cầu rửa chén thì mấy cái đó là những cái bắt buộc nó là cái cần thiết À, nhưng mà mình thực hiện những cái cần thiết đó bằng ý thức rất là rõ ràng là làm chỉ là làm thôi ở đây không có gì đáng để thích không có gì đáng để mất mạng hết buổi đầu đọc như con nít vậy đó đọc như con nít vậy đó à, đọc như con nít ở đây là làm chỉ là làm ở đây không có gì thích để mất mạng thích thú để mất mạng không có gì ngọt hay là đắng không có kỹ liên tục nhận thức như vậy ừ liên tục nhận thức như vậy thì 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 thì, thì, thì cái cách cái, cái 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 đời sống như vậy được gọi là đời sống thu thúc và thu thúc nó chính là một trong bảy cái cách đối phó có việc nào bảy một trong bảy cách rồi rồi, rồi có rồi, rồi mới chưa nó còn nó còn là là, là là năm cách nữa thì trong đó có một cái cách tôi có giảng rồi thì sao tôi giảng còn có một cái cách nữa là mình làm mới tới là nhắn có những cái trường hợp mà mình phải giải quyết vấn đề là mình cách mình tranh mình chịu đựng ví dụ như là nắng gió mưa sương rùi mũi chích đốt tiếng đời đánh chửi thị phi không, à, thì mấy cái đó phải trân mình chứ còn không, không, không có cách nào à, cách nào phải trân mình nhưng mà tôi nhắc lại không phải luôn luôn lúc nào mình cũng móc chuyện nhẫn ra mình để trước à, nay mình hay xa đà lắm. tự nhiên có lúc mình có có có, có, có tâm đắc cái chữ hiếu Sư bị mất tiếng rồi anh Kiên ơi. Quý vị xin đợi chút xíu nhé. hình như là sư nói sư đắc định rồi đó cứ đúng giờ là sư 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 uh, ra ra đó anh kiên <laughs> <laughs> dạ. dạ à, à anh à. Anh Kiên cho Nhân uh, xin phép anh một phút để Nhân gửi lời uh, um, cảm ơn quý vị và uh, nhân dịp năm mới, anh Kiên và Nhân xin kính chúc quý vị uh, được nhiều uh, may mắn, uh, sức khỏe để mà học pháp và cứ uh, tấn tu như uh, mọi năm ha quý vị. Uh, năm vừa rồi quý vị được nhận uh, rất là nhiều các bài pháp thoại từ Calama, uh, từ Việt Nam rồi mọi nơi nữa uh, rất là quý và cũng cầu mong quý vị là tiếp tục tu học như vậy à, xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong uh, uh, chương trình kỳ sau của sư à, xin cảm ơn anh kiên và xin cảm ơn mọi người good này à như vậy là khóa tu của anh dạ 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 khi nào có có lại bài học hay là bài pháp thoại của sư đó thì anh kiên sẽ thông báo cho quý vị trên Channel, à, quý vị theo dõi tất cả các thông tin trên đó cũng về à, sách của sư nữa à, quý vị anh kiên đã à, ri gõ rõ các thông tin để thỉnh sách à, cho người à, nước ngoài cũng như người ở Việt